Chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, bản thân những nhân vật trong anime hầu hết đều muốn tận hưởng một cuộc sống đơn giản và bình yên bên người mà mình thương yêu. Nhưng rồi một ngày, chuỗi ngày quý giá đó của họ bị phá hủy khi người mà mình thương yêu gặp nguy hiểm. Đó cũng chính là thời điểm họ phải chiến đấu. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime có main chiến đấu sinh tử để cứu người mình yêu nhé. Và nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime mới với chủ đề cụ thể thì hãy ghé thăm Thỏ Ngọc Anime, các danh sách phát được mình tổng hợp theo từng chủ đề để dành riêng cho bạn. 60. Hakuoki, thể loại hành động lịch sử siêu nhân drama Samurai Josei. Năm 1864 ở Nhật Bản, một người phụ nữ trẻ có tên Chizuru Yukimura đang tìm kiếm người cháu mất tích của mình. Cầu đầu, một bác sĩ mà công việc thường khiến ông ta phải xa nhà. Không nhận được lời nào từ ông trong nhiều tháng, Chizuru cải trang thành một người đàn ông và đi đến Kyoto để tìm kiếm người cha của mình. Thu hút sự chú ý của Ronin, cô cố gắng lẩn trốn và cuối cùng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Ronin bị giết hại dã man bởi những người đàn ông tóc trắng điên cuồng. Sự an toàn của Chizuru không kéo dài được lâu khi mà nhóm người đàn ông Shinsengumi trói cô lại và đưa cô về trụ sở chính của họ. Không biết nên để cô sống hay là sẽ im lặng vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi mà cô tiết lộ tên của cha mình, Shinsengumi quyết định giữ cô an toàn vì họ cũng đang tìm kiếm anh ấy. Nhưng Godo có mối quan hệ với Shinsengumi khá lớn và chẳng bao lâu, Chizuru thấy mình bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Shinsengumi và kẻ thù của họ cũng như là căng thẳng chính trị ở Kyoto. 69. Densetsu Yūshano Densetsu, thể loại hành động phiêu lưu phép thuật shonen fantasy. Alpha Stigma được biết đến là đôi mắt có khả năng phân tích tất cả các loại phép thuật. Tuy nhiên, nó lại được mọi người biết đến nhiều hơn là đôi mắt bị nguyền rủa, chỉ có thể mang lại sự hủy diệt và cái chết cho mọi người. Rhino Lud, một pháp sư tài năng và cũng là người sở hữu Alpha Stigma. Anh ta từng là học sinh của Học viện Pháp sư của Đế chế Roland, một trường học ưu tú chuyên đào tạo các pháp sư cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, sau khi nhiều bạn cùng lớp của mình chết trong một cuộc chiến, cậu ta đã thề rằng sẽ biến quốc gia thành một nơi hòa bình và không có người vô tội nào phải chết nữa. Đồng hành cùng với người bạn còn sống và cũng là người bạn thân nhất của mình, Cyan Astol. Bây giờ, Cyan là vua của Roland và anh đã ra lệnh cho Reiner tìm kiếm các di vật hữu ích sẽ hỗ trợ quốc gia. Cùng với Ferris Eris, một kiếm sĩ xinh đẹp và tài giỏi, Reiner tiếp tục hành trình tìm kiếm di tích của những anh hùng huyền thoại từ quá khứ và đồng thời cũng khám phá ra những bí ẩn đằng sau đôi mắt bị nguyền rủa của cậu. 8. High School DxD, thể loại hài hước ác quỷ Echi Harem lãng mạn học đường. Issei Hyodo làm học sinh trung học hư hỏng và biến thái, được coi là một kẻ khá vô dụng. Mặc dù vậy, cậu luôn mơ ước được nhìn trộm phụ nữ và sở hữu một dàn harem cho riêng mình vào một ngày nào đó. Mọi thứ dường như đang như những gì mà Issei tìm kiếm khi mà một cô gái xinh đẹp rủ cậu ta đi hẹn hò. Nhưng đáng lòng thay, cô ta hóa ra lại là một thiên thần sa ngã và giết chết cậu một cách tàn nhẫn ngay buổi hẹn hò đầu tiên. Tuy nhiên, cậu ta bỗng có cơ hội thứ hai trong cuộc sống của mình khi mà học sinh cuối cấp Rias Grammarie xinh đẹp nổi tiếng toàn trường là một ác quỷ hàng đầu đã hồi sinh cậu dưới vai trò là người hầu của cô, cho Issei gia nhập vào hàng ngũ thông qua câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của trường. Từ từ thích nghi với cuộc sống mới, Issei phải luyện tập và chiến đấu để sống sót trong thế giới bạo lực của thiên thần và cả ác quỷ. Mỗi cuộc phiêu lưu mới đều dẫn đến những khoảnh khắc vui nhộn và nguy hiểm với những người đồng đội mới của cậu, trong khi duy trì cho cuộc sống mới của cậu ấy với bạn bè và gia đình của cậu ở trường trung học DxD. 7. Strike the Blood, thể loại hành động harem siêu nhân Echi Vampire Fantasy học đường.
Những ngày Kozo Akatsuki khi còn là một học sinh trung học bình thường ở quận quỷ của đảo Itogami đã kết thúc đột ngột sau một cuộc gặp gỡ định mệnh để lại cho anh ta khả năng của một Makarong. Không lâu sau, anh bị đẩy vào trung tâm của sự chú ý khi phát hiện ra rằng anh ta là đệ tứ chân tổ, một Makarong vô cùng mạnh mẽ, được cho là Makarong mạnh nhất từ trước đến nay. Lo sợ tiềm năng hủy diệt của Kozo, tổ chức Sư Tử Vương đã gửi một pháp sư tập sự, Yukina Himeragi, để theo dõi và nếu anh ta trở thành mối đe dọa thì sẽ giết cậu ta. Sau khi đến nơi và tiếp cận Kozo, Yukina nhận thấy rằng cậu ta thực sự khác hẳn với những gì mà cô được biết. Bị ép buộc bởi hoàn cảnh, cả hai hợp thành một liên minh khó có thể xảy ra và đấu tranh để bảo vệ thành phố khỏi các lực lượng hỗn loạn mới nổi. Số 6. Ichiban Ushiro no Daimau, thể loại hành động hài hước ecchi phép thuật học đường Harem Fantasy. Với ước mơ có thể thay đổi thế giới bằng sức mạnh của mình, Akutosai chuyển đến Học viện Ma thuật Constant, nơi mà anh ta vô tình kết bạn với cô nàng ninja thẳng thắn, Junko Hattori. Trên đường đến học viện, họ thề rằng sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn cùng với nhau. Tuy nhiên, vào ngày cậu nhập học tại Học viện Ma thuật Constant, bài kiểm tra về khả năng nghề nghiệp tương lai của cậu cho kết quả, tương lai trở thành ma vương. Khi lời định mệnh của cậu lan rộng, toàn trường bắt đầu sợ hãi cậu ta và niềm tin của Junko vào cậu biến mất. Mặc dù Akuto quyết định không để lời tuyên đoán đó ảnh hưởng và kiểm soát đến số phận của mình trong tương lai, nhưng dường như mọi điều cậu nói và làm đều như đang củng cố sự thật rằng cậu sẽ trở thành vua quỷ. Hơn nữa, sau đó, Akuto được bao vây bởi hàng loạt những cô gái xinh đẹp, mỗi người đều có mục đích riêng cho cậu. Từ việc đưa cậu ra theo con đường công lý, đến đơn giản là muốn tắm cho cậu bằng tình yêu. Với sức mạnh mới được đánh thức của mình, Akuto phải đương đầu với những thế lực mới và chiến đấu để chứng minh rằng số phận của mình là do bản thân định đoạt. Số 5. Owari no Seraph, thể loại hành động quân đội seinen drama Vampire Shonen. Với sự xuất hiện của một loại virus bí ẩn gây chết tất cả mọi người trên 13 tuổi, loài người trở thành nô lệ của những Makarong đói khát quyền lực ẩn giấu trước đó, nổi lên để khuất phục xã hội với lời hứa bảo vệ những người sống sót để đổi lấy máu của họ. Trong số những người sống sót này có Yuichiro và Mikaela Hiyakuya. Hai cậu bé này bị bắt giữ từ một trại trẻ mồ côi, cùng với những đứa trẻ khác mà chúng coi là gia đình. Bất mãn với việc bị đối xử như vật nuôi dưới triều đại tàn khốc của Makarong, Mikaela ấp ủ một kế hoạch trốn thoát nổi loạn mà cuối cùng phải chịu thất bại. Người duy nhất sống sót ở phía bên kia là Yuichiro, người được tìm thấy bởi công ty Moon Demon, một đơn vị quân đội chuyên tiêu diệt Makarong ở Nhật Bản. Nhiều năm sau, giờ là thành viên của quân đội quỷ Hoàng gia Nhật Bản, Yuichiro quyết tâm trả thù những sinh vật đã tàn sát gia đình của mình, nhưng với cái giá phải trả như thế nào? Owari no Seraph là một anime shonen siêu nhiên hậu tận thế, theo sau cuộc tìm kiếm quả báo của một chàng trai trẻ, trong khi chiến đấu cho tình bạn và lòng trung thành chống lại những điều dường như là không thể. Số 4. Noragami, thể loại hành động phiêu lưu hài hước seinen shonen. Trong những lúc cần thiết, nếu bạn nhìn đúng chỗ, bạn có thể thấy một số điện thoại lạ được viết một cách nguệch ngoạc màu đỏ. Nếu bạn gọi số này, bạn sẽ nghe thấy một chàng trai tự giới thiệu mình là thần Yato. Yato là một vị thần và tự xưng mình là Delivery God, thần giao hàng, người mơ ước có hàng triệu tín đồ. Tuy nhiên, anh ta không có nổi một ngôi đền dành riêng cho tên của mình và chắc chắn mục tiêu của anh ta phải rất lâu nữa mới có thể thực hiện được. Anh ta dành cả ngày để làm những công việc kỳ lạ với giá nam nhân, cho đến khi đối tác là vũ khí của anh ấy đã chán ngấy với chủ nhân vô dụng của mình và quyết định rời bỏ anh ta. Dường như mọi thứ đang trở nên nghiệt ngã đối với vị thần này, số phận của anh thay đổi khi vô tình một nữ sinh cấp 2 có tên là Hiyori Iki được cho là đã cứu Yato khỏi một vụ tai nạn xe hơi, hy sinh thân mình cho anh. Rất may mắn, cô vẫn còn sống sót, nhưng tai nạn đó đã khiến cho linh hồn cô trở nên lỏng lẻo và có thể rời bỏ cơ thể cô.
Hiyori yêu cầu Yato đưa cô trở lại bình thường, nhưng khi biết rằng anh cần một đối tác mới có thể làm điều đó, cô miễn cưỡng đồng ý giúp anh tìm một người. Và với sự giúp đỡ của Hiyori, liệu may mắn của vị thân nghèo Yato cuối cùng cũng đến. Số 3. Rurouni Kenshin, thể loại hành động phiêu lưu hài hước lịch sử lãng mạn Samurai Shonen. Trong những năm cuối cùng của thời đại Bakumatsu, có một sát thủ huyền thoại được gọi là Hitokiri Batosai. Bị sợ hãi như một kẻ giết người không thương tiếc, anh ta đã nổi tiếng trên khắp đất nước, nhưng đã biến mất một cách bí ẩn ở đỉnh cao của cách mạng Nhật Bản. Kể từ đó đến nay đã 10 năm yên bình, nhưng việc nhắc đến Batosai vẫn là một nỗi kinh hoàng trong trái tim của những cựu chiến binh. Họ không hề hay biết Batosai đã từ bỏ lối sống nhuốm máu của mình để cố gắng ăn năn tội lỗi. Hiện đang sống với tư cách là Kenshin Himura, một kiếm sĩ lang thang với thái độ vui vẻ và ý chí mạnh mẽ. Thầy sẽ không bao giờ giết người nữa, Kenshin cống hiến hết mình để bảo vệ kẻ yếu. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp Karu Kamiya tại võ đường kiếm đạo của cô, nơi mà đang bị đe dọa bởi một kẻ mạo danh tự xưng là Batosai. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Kenshin, Karu cho phép anh ta ở lại võ đường, và vì vậy, cựu sát thủ tạm thời dừng chuyến du hành của mình lại. Rurouni Kenshin, Meiji Kenkaku Romantan, kể câu chuyện về Kenshin khi mà anh ta cố gắng cứu những người cần được cứu. Tuy nhiên, khi mà kẻ thù từ quá khứ và hiện tại bắt đầu xuất hiện, liệu anh ta có thể duy trì lý tưởng mới của mình hay không? Số 2. Hataraku Mao-sama, thể loại hài hước ác quỷ siêu nhiên lãng mạn fantasy. Đánh vào trái tim của con người nỗi sợ hãi, chúa quỷ Satan bắt đầu chinh phục vùng đất Enter Isla với đội quân quỷ khổng lồ của mình. Tuy nhiên, trong khi bắt tay vào nhiệm vụ tàn bạo để chiếm lấy lục địa này, những nỗ lực của anh ta đã bị cản trở bởi người anh hùng Emilia, buộc Satan phải rút lui nhanh chóng thông qua một cánh cổng chỉ để hạ xuống thế giới của loài người. Cùng với vị tướng trung thành ACL của mình, con quỷ thấy mình bị mắc kẹt ở Tokyo ngày nay và thề sẽ trở lại và hoàn thành cuộc chinh phục Enter Isla của mình. Nghĩa là nếu chúng có thể tìm đường quay trở lại. Bất lực trong thế giới không có phép thuật, Satan giả dạng một con người có tên là Sadamau và bắt đầu công việc tại McDonald's, một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương. Để kiếm sống qua ngày, anh ta sớm nhận ra mục đích chinh phục Enter Isla của mình là không đủ khi mà anh quyết tâm leo lên bậc thang của công ty và trở thành người thống trị trái đất. Mọi khách hàng hài lòng tại mọi thời điểm. Cho dù đó là công việc bán thời gian, việc nhà hay là đơn giản chỉ là cố gắng trả tiền thuê đúng hạn. Hataraku Mao-sama miêu tả một cái nhìn vui nhộn về những khía cạnh trần tục nhất của cuộc sống hàng ngày, tất cả đều qua con mắt của một chúa quỷ dũng cảm. Số 1. Zero No Tsukema, thể loại hành động phiêu lưu harem hài hước phép thuật lãng mạn Echi Fantasy học đường. Louis là một pháp sư trong một thế giới của độ phép, áo choàng và hoàng gia. Mặc dù cô đang theo học tại Học viện Tristan, môi trường danh tiếng dành cho các pháp sư, nhưng mà cô luôn có một vấn đề lớn. Louis không thể sử dụng phép thuật đúng cách, khiến cho mọi người đặt cho cô biệt danh Louis the Zero. Khi các sinh viên năm thứ nhất được yêu cầu thực hiện nghi thức triệu hồi, và dĩ nhiên, việc triệu hồi của Louis vẫn như mọi khi dẫn đến một vụ nổ khổng lồ. Mọi người tiếp tục coi đây là một thất bại khác của cô, nhưng khi làn khói tan đi, một cậu bé có tên là Saito Hiraga xuất hiện. Bây giờ sau khi đã quen với Louis, Saito bị cô đối xử như một người nô lệ, buộc phải giặt quần áo, ăn và ngủ trên mặt đất. Nhưng khi một biểu tượng lạ được tìm thấy khắc trên tay của Saito từ nghi thức triệu hồi, nó được cho là dấu ấn của loài mạnh mẽ nhất có tên là Gandalf. Mới lạ, phi lưu và bùng nổ, Zero No Tsukema theo Saito khi mà anh ta đồng ý với cuộc sống mới của mình. Anh từ từ phát hiện ra năng lực thực sự của bản thân và Louis cũng chứng minh rằng có nhiều điều ở cô hơn chỉ là biệt danh Louis the Zero.
Trên đây là top 10 anime có main chiến đấu sinh tử để cứu người mình yêu mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này của Lehem vừa rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!